Thưa quý vị và các bạn, để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người con ưu tú của quê hương Long Hồ, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, ngành giáo dục huyện Long Hồ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để giáo dục truyền thống cho các em học sinh. Phong trào này đã góp phần giúp học sinh hiểu hơn về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng, qua đó bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho học sinh. Đây là buổi lễ kết nạp đoàn viên do Quyện đoàn Long Hồ tổ chức tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Hoạt động ý nghĩa này nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giúp các đoàn viên mới được kết nạp, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương. Cảm thấy rất là vinh dự, vì bác là một người rất yêu nước và rất tài giỏi. Hôm nay được tổ chức đây con cảm thấy rất là hạnh phúc. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mà xứng đáng với danh hiệu mà đoàn đã trao cho con. Ngoài ra, Quyện đoàn Long Hồ còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng thường xuyên tổ chức trồng hoa, làm cỏ, vệ sinh khu lưu niệm. Đối với các em, được chăm sóc khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là một vinh dự, niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Long Hồ nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Con cảm thấy rất là vui và tự hào và con sẽ cố gắng học tập để có thể xứng đáng là cháu của bác Hồ và cũng như là nơi đã sinh ra chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Thì hôm nay được trường cho tới đây lao động thì trong lòng con cảm thấy tự hào vì mình đã góp được một phần sức lực của mình cho để tỏ lòng biết ơn bác hai Phạm Hùng. Tại huyện Long Hồ, từ năm 2012, ngành giáo dục huyện đã ký liên tịch về việc chăm sóc khu lưu niệm với các đơn vị. Đến nay, có 59 trường học trên địa bàn huyện tham gia. Định kỳ hàng quý, các trường tạo điều kiện cho học sinh đến tham quan học tập, tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, đồng thời tạo mối gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và khu lưu niệm. Nhiều năm qua, nhà trường đã được phân công đảm nhiệm khu vực chăm sóc cây cảnh ở đây. Thì đoàn thanh niên và kết hợp với nhà trường đã lập ra những cái kế hoạch để cho học sinh chúng ta đến ngoài giờ học thì cũng đến làm vệ sinh ở khu vực này, đảm bảo cho cảnh quan cây cảnh. Ngoài ra tập giáo dục cho các em học sinh chúng ta có thêm được cái ý thức là với giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến đây thì các em được học về cái tiểu sử, biết thêm nhiều về cái cuộc đời, cái sự nghiệp của cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Và các em cũng rèn luyện cho mình cái ý chí phấn đấu nhiều hơn trong học tập. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa mà các em học sinh được tham gia về chương trình giáo dục uống nước nhớ nguồn. Mục đích là để giáo dục cho các em học sinh thị trấn Long Hồ để học tập và noi gương theo tấm gương ưu tú của bác hai Phạm Hùng. Thông qua các hoạt động giữ gìn chăm sóc khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, giúp các em học sinh sẽ hiểu thêm và trân trọng hơn những đóng góp của bác hai. Từ đó học tập và làm theo hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống đẹp, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.